hoàng ở đêm hương như này. Số lạ. Số lạ. Số lạ hả? Alo. Alo. Anh là ai? Cái gì? Nghĩ sao mà kêu là anh trời? Không thấy anh nói giọng phụ nữ hả? Hả? Tôi là người yêu của anh Tú nè. Cô hãy đi ra khỏi nhà đi, hãy buông tha cho anh Tú đi. Sao trên đời này lại có người mà cả cái cơ thể, cái thân hình và đến cả cái giọng nói cũng là đàn ông thế nhỉ? Tôi chính là cái người mà cái người phụ nữ mà có thân hình đàn ông ở trong cái hình đó đó. Ai vậy chị? Cái con quỷ đấy đấy, nó gọi đến đấy. Con quỷ cái đó hả? Con quỷ đàn ông đấy. Gàn quá. Mở ra lửa đi. Mở ra. Alo, vẫn đang tiếp tục nghe đây. Hãy buông tha cho ảnh đi. Hãy buông tha đi. Ủa, anh Hải? Anh hả? Anh giỡn gì kỳ vậy? Hải nào? Tôi không phải là chồng của cô. Cô hãy đi ra khỏi nhà đi. Hãy buông tha cho ảnh đi. Cái giọng rõ ràng mà. Cái gì? Này, thế đằng ấy ơi, thế ngoài cái thân hình và cái giọng nói của đằng ấy giống đàn ông, thế đằng ấy còn cái quái gì khác giống đàn ông nữa không? Ngon. Ngoài cái giọng với cái mặt ra thì tất cả tôi đều là phụ nữ. Hãy buông tha ảnh đi, bực bội quá ha. Con quỷ cái này bây giờ mình mà không xử nó không coi chị ra cái gì hết. Đúng rồi, bây giờ phải xử nó. Bây giờ chị phải làm một cái hành động gì đó đi. Bây giờ chị đi về nhà mẹ chị. Về nhà mẹ hả? Chị đi về nhà mẹ chị lấy hành lý chị đi về nhà mẹ.